Chị Vi gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả cùng các thầy cô đang theo dõi chương trình Văn hóa Giáo dục của đài IBC TV băng tần 57.12. Ngày hôm nay Thủy Vi trở lại với quý vị đúng ngay vào thời điểm mùa hè. Mùa hè nói lên sự các em học trò được nghỉ ngơi, các thầy cô cũng được nghỉ ngơi, và nhất là các thầy cô tại các trung tâm Việt ngữ được tạm thời thôi ạ. Tại vì các thầy cô sẽ được một thời gian tịnh dưỡng, cũng giống như tạm ngừng hoạt động tại các trung tâm Việt ngữ vào những ngày cuối tuần. Nói đến trung tâm Việt ngữ, các thầy cô thấy đây là một thời điểm để chúng ta giúp các thầy cô sau bao nhiêu ngày tháng miệt mài dạy dỗ các em, thì Liên hiệp các trung tâm Việt ngữ Nam Cali đã và đang tiếp tục nỗ lực để giúp các thầy cô có được một cơ hội đến với nhau qua mùa hè, đến với nhau để chia sẻ, để trau dồi kiến thức và cũng để học hỏi thêm làm cách nào để chúng ta giữ gìn và thăng hoa ngôn ngữ Việt Nam trong sáng và truyền thống. Và vì lẽ đó, năm nay cũng giống như mọi năm, liên kết các trung tâm Việt ngữ Nam Cali tại Nam Cali này tiếp tục tổ chức khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm. Thưa vâng, 32 năm qua và năm nay là năm thứ ba liên kết các trung tâm Việt ngữ tại Nam Cali trở lại với một đề tài rất là hấp dẫn. Thì Vi xin phép được dùng chữ hấp dẫn vì đó là một cái vấn đề mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Có mặt với Thủy Vi ngày hôm nay trên đài là thầy Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch hội đồng quản trị, và thầy Vũ Hoàng, trưởng ban tổ chức của khóa huấn luyện năm nay. Xin gửi lời chào đến hai thầy. Xin hai thầy gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi đài. Vâng, chúng tôi cảm ơn cô Thụy Vi. Xin được kính chào quý khán thính giả của IBC, một cái đài thân thương của miền Nam California và các nơi trên thế giới ạ. Vâng, kính chào cô Thụy Vi, kính chào thầy Khoa. Dạ, chào thầy. Và kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Dạ, giống như Thủy Vi vừa mới thưa, năm nay là năm thứ 33, thưa thầy Hoàng. Vậy thì không biết là thầy có thể tiết lộ một tí bí mật về chủ đề của khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm năm nay không ạ? Dạ, thưa cô và quý vị, năm nay chúng tôi chọn một cái chủ đề là Viết đúng, nói hay tiếng Việt. Đó là một cái chủ đề của khóa tu nghiệp sư phạm kỳ thứ 33. Tại sao thưa thầy, tại sao viết đúng, nói hay? Nói thì chắc chắn là tiếng Việt mình rất là phong phú, thành ra phải nói hay. Nhưng mà viết đúng thì trong đó nó hàm ý như thế nào? Và thầy có thể nói thêm một tí xíu về cái đề tài này không ạ? Thưa quý vị, khi mà quý vị viết một cái câu văn đó mà câu viết đúng thì nói nó sẽ đúng. Mà nhất là những cái bài thơ hay là những cái văn đó, thì tất nhiên là mình nói đúng thì mình viết đúng. Và hiện giờ thì có một số người, kể cả ở ngoài, ở trong nước và kể cả ở ngoài quốc, ở ngoài hai ngoài cũng vậy, có một số người nói cái chữ L và cái chữ N đó nó không có đúng. Thành thử ra mình nghe những cái một sướng ngôn viên mà mình nói như vậy đó, tất nhiên là mình thấy là nó làm thế nào đó. Thành thử ra mình nghe mình cũng hơi nó khó chịu chút. Nhưng mà vậy mình, thưa thầy Khoa và thầy Hoàng, khi mà L, N đó, mình có nghĩ rằng là tại vì nó tùy thuộc vào cái địa phương, hay là tại vì có cái sự ảnh hưởng bởi những cái từ ngữ không được dùng trong sáng? Thưa xin phép hai thầy. Theo tôi nhận xét đó, thì cái đó là do cái thói quen mình ở với bố mẹ hay là ở cái xóm làng người ta nói như vậy rồi mình nói theo. Không phải những cái gì người ta nói sai mà mình cũng bắt chước, mình cũng lặp lại những vấn đề đó. Thành thử là tôi biết có một ông bên Công giáo đó, có một cái ông rất là có chức sắc rất là lớn, lớn hơn ông cha nữa. Hồi xưa ông qua đây ông nói toàn là những chữ L thôi, như trường hợp như là lói, tôi lói hay là tôi đại khái là như vậy. Tức như là, nhưng mà sau này đó, ông nói hoài người ta sửa ngoài, bây giờ ông nói perfect hoàn toàn. Nói không có còn nói cái chữ L ra N, N ra L nữa. Tức là mình cần phải có cái sự mình hỗ trợ, phải có học, cái sự nâng đỡ, có cái sự nhắc nhở, dạ thưa không? Vâng. Với một cái đề tài hay như vậy, thì không biết là năm nay có cái gì mới lạ không thưa thầy Khoa? Phải nói rằng năm nay cũng là cái năm đặc biệt,
nhớ là thưa quý khán thính giả, năm ngoái chúng ta đâu có tổ chức tốt nghiệp sư phạm in person, tức là gặp gỡ nhau được, phải không? Vâng, vâng. Chúng ta tổ chức online thôi. Nhưng mà chính online cũng đã rất nhiều các thầy cô ở những cái quốc gia khác cùng tham dự với chúng ta. Nhưng mà năm nay thì chúng ta lại muốn gặp gỡ nhau. Do đó một cái không khí mới nó lại trở về với miền Nam California. Thì cái năm nay như thầy Hoàng với lại cô Thị Vi vừa đặt vấn đề là chúng ta phải viết đúng thì nói mới hay được. Ủa, chúng ta vẫn thường nói là nói hay thì mới viết đúng, phải không? Nhưng bây giờ nó lại ngược lại. Tại sao như thế? Là bởi vì cái tiếng Việt nó là dùng cái mẫu tự Latin A, B, C, D, và đặc biệt là nó có cái dấu hỏi sắc huyền, hỏi ngã nặng. Nếu mà chúng ta thả đúng cái dấu hỏi ra chỗ hỏi, dấu ngã, dấu hạ thì chúng ta làm thơ như cô Thụy Vi làm thơ đó là rất là perfect, rất là hay. Nhưng mà những người nào mà không giỏi đó mà để chữ ngã, dấu ngã, dấu ngã, dấu huyền, dấu nặng nó không đúng đó, hay dấu huyền nó không đúng thì cái vần thơ nó không gieo đúng được. Đấy là tôi nói thí dụ về thơ đó. Ngay cả âm nhạc cũng vậy, khi chúng ta sáng tác nhạc, nếu mà chúng ta cái dấu đó là dấu huyền mà chúng ta lại nó lại ra thành là cái dấu nặng hay là dấu thì dĩ nhiên cái bản nhạc nó sẽ ngang, rất là khó nghe. Thì tóm lại chúng tôi muốn nhấn mạnh tới cái vấn đề phải viết cho đúng thì lúc đó mình nói nó hay. Khi mình viết đúng thì mình sẽ nói hay được. Và khi mình viết đúng thì những cái khó khăn, những cái trở ngại khác chúng ta có thể giải quyết được. Bởi vì chữ đúng nó liên quan tới cái vấn đề phát âm, nó liên quan tới cái vấn đề mà sắc huyền, hỏi ngã nặng, mà nó là cái đặc tính của cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta. Nếu mà nói về cái tu nghiệp sư phạm năm nay thì chúng tôi cũng như mọi năm chúng ta sẽ chia ra là nó có hai phần. Phần thứ nhất là huấn luyện và phần thứ hai là tu nghiệp. Huấn luyện là dành những cái đề tài cho những thầy cô mà còn chưa có giỏi hoặc chưa tham dự nhiều trong khóa tu nghiệp sư phạm, thì người ta có thể ta học những cái căn bản, chẳng hạn như hướng dẫn đứng lớp, chẳng hạn như là ráp vần, chẳng hạn như xác định làm sao gọi là sắc huyền, hỏi ngã nặng, vân vân. Và còn đối với lại cái gọi là cái phần mà tu nghiệp đó, thì để nâng cái kiến thức cho những cái thầy cô mà đã tham dự rất nhiều hoặc những thầy cô mà đã am hiểu rất nhiều căn bản của tiếng Việt rồi, thì nó có hai cái phần chính là như vậy đó, thưa cô. Dạ, thưa và thưa vâng. Dạ, cảm ơn thầy Khoa. Không biết là thầy Khoa và thầy Hoàng có thể bổ túc thêm là chúng ta có bao nhiêu đề tài huấn luyện và bao nhiêu đề tài tu nghiệp, và thầy Khoa cũng đã nhắc tới một vài đề tài. Thầy Hoàng có muốn bổ túc thêm một tí gì không? Thưa, tổng số cái đề tài mà chúng tôi có đó là 30 đề tài tất cả, thì chúng tôi đã chia ra làm hai phần như thầy Khoa vừa mới trình bày. Là cái huấn luyện. Huấn luyện chúng tôi có 12 đề tài. 12 đề tài và cái còn lại đó là 18 đề tài để về tu nghiệp. Dạ, cái là để nâng cao kiến thức cho các thầy cô. Mình nói là 30 đề tài như vậy đó, nhưng mà thực sự ra thì tối đa mỗi thầy cô chỉ có tham dự được 6 đề tài. Dạ, tối đa. Dạ thưa vâng. Tức là 30 đề tài mà các thầy cô thì chỉ học được tối đa, chọn được tối đa 6 đề tài thôi. Vậy thì với cái 6 đề tài đó, mình nghĩ rằng, chúng ta nghĩ rằng, thưa các thầy, sẽ có bao nhiêu thầy cô tham dự, đại để là giống như năm ngoái online, hoặc là lúc mà mình chưa có dùng online thì mình đã có cái số thầy cô tham dự tối đa là bao nhiêu, thưa thầy? Dạ vâng, thưa, phải nói rằng năm nay đó thì tôi dự đoán thôi, bởi vì đến giờ này cũng có một số trường đã ghi danh, một số những thầy cô ở phương xa cũng đã đi ghi danh rồi. Nhưng mà phải nói rằng một cái số, con số chính xác thì không thể được. Nhưng mà thầy Hoàng vừa nói đó là chúng ta có 30 đề tài. Như vậy mỗi một cái giờ xảy ra chẳng hạn 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta có 5 cái cột giờ. Các thầy cô chỉ tham dự giữ được một cái cột thôi, còn nếu cột thứ hai, thứ ba phải những thầy cô khác, bởi nó xảy ra cùng một giờ. Do đó 5 lần mà 6 lần như vậy thì tối đa chỉ được có 6 tiết mục mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng trung bình là mỗi một cái lớp học khoảng từ 30 tới 40, nhưng mà những cái lớp nào mà thầy cô giáo mà đông quá đó thì có thể lên tới 50-60. Thì chúng tôi ở cái ngôi trường mà thầy Hoàng đã liên lạc với lại ban giám đốc của trường, đó là cái Coastline Community College ở Garden Grove đó, thì họ có những cái phòng rất lớn có thể chứa được 40-50 người, 60 người, ngay cả 100 người nữa, và những cái phòng nhỏ có thể chứa cũng được tối thiểu cũng phải là 30 người. Do đó là thì cỡ nào các thầy cô tham dự cũng đều sắp xếp, ban tổ chức đều sắp xếp có thể tham dự được. Tuy nhiên những thầy cô nào mà ghi danh trước thì sẽ được hưởng cái quyền ưu tiên. Thế thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho các thầy cô đó ở những cái lớp mà các thầy cô ghi danh nhiều, và khi mà đầy cái lớp đó rồi thì chúng tôi sẽ chuyển qua cái ưu tiên thứ hai. Thì đó một cái căn bản nó là như vậy, thưa cô. Dạ, Thị Vi. Vâng, dạ. Để trước khi chúng ta bắt đầu nói thêm về những chi tiết khác của khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm do liên kết các trung tâm Việt ngữ Nam Cali tổ chức, Thị Vi xin được tạm ngừng nơi đây để có các thông tin quảng cáo các nhà bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. Tiếng Việt, tiếng của tổ tiên, con hồng cháu lành.
Thị Vi trở lại với quý khán thính giả phần 2 của chương trình nói chuyện về khóa huấn luyện tư nghiệp sư phạm với Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Thưa quý vị, Thị Vi đã không nhớ phần đầu đã nói rằng liên kết các trung tâm Việt ngữ, nhưng thật sự Thị Vi xin lỗi các thầy, tên của Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Thưa vâng, cảm ơn thầy Khoa và cảm ơn thầy Hoàng. Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ là tên của ban đại diện trước đó, và mới đây với sự gia nhập của rất nhiều các trường Việt ngữ, không những tại quốc nội, tại Mỹ, mà chúng ta có các trường và các thầy cô ở các trung tâm và các nước ngoài, cho nên ban đại diện đã trở thành Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Thưa vâng. Đúng như vậy. Cảm ơn thầy Khoa, cảm ơn thầy Hoàng đã nhắc nhở. Để tiếp tục chương trình, khóa học bắt đầu bao giờ? Sắp sửa tới tháng sau hay là bao giờ, thưa thầy Hoàng? Thưa, khóa học thì bắt đầu vào ngày 12, 13, 14 tại tháng 8. Mình còn gần 2 tháng nữa. Vâng. 2 tháng nữa để mà mình có khóa học. Cái địa chỉ của nó luôn, tôi nói luôn cái địa chỉ phải không ạ? Dạ. Là 12901 đường Euclid, Garden Grove. Đây là một cái trường Coastline Community College của Coastline ở góc đường Euclid và đường Garden Grove. Thưa vâng, trường Coastline Community College giống như hàng năm đã nhiệt tình ủng hộ Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Phải thêm một vài lần nữa thì Vi mới nhớ hết được cái tên này. Thưa vâng, và địa chỉ của trường là 12901 đường Euclid, ngay góc đường Euclid và Garden Grove Boulevard. Coastline Community College là một trường đại học cộng đồng rất là dễ thương, rất là đẹp và khuôn viên rất là rộng rãi. Thưa thầy Hoàng và thầy Khoa, muốn ghi danh thì phải làm như thế nào? Và phải tìm ở đâu hay là liên lạc với ai? Xin quý thầy cho biết ạ. Vâng, phải nói là khi ghi danh dễ lắm. Bây giờ quý thầy cô chỉ có nhớ được một chữ thôi. Ta Việt, rồi chấm một cái alt, thì đánh trong computer đó vô đó. Còn giờ nếu mà chúng tôi đọc một cái link thì nó dài lắm. Quý thầy cô chỉ có việc đánh chữ ta Việt. Nói nôm na là chúng ta là người Việt Nam đấy, nhưng mà viết tắt lại là ta Việt, rồi chấm alt một cái. Nếu không thì www.taviet.org là organization đó, thì chỉ đánh chữ taviet.org thôi là quý vị sẽ vô trong cái website đó. Và cái website đó rồi thì nó sẽ có cái phần để ghi danh khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm năm 2022 kỳ 33. Là chữ trong đó click một cái là vô trong đó, sẽ có phần ghi danh trong đó, chọn tài liệu trong đó, có cách hướng dẫn chi tiết ở trong đó cả. Thành các thầy cô đừng có phải ghi chép nhiều. Khi nghe chúng tôi trình bày ở đây, quý vị chỉ nhớ hai chữ ta Việt rồi chấm ọt một cái, thì chúng ta dạ, vô trong cái website đó thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn ở trong đấy. Dạ thưa vâng. Khóa học kéo dài 3 ngày, thưa hai thầy, ngày 12 cho tới ngày 14, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Khi chúng ta lên cái trang mạng, trang nhà www.taviet.org thì đi vào cái link là phiếu ghi danh cho khóa huấn luyện tư nghiệp sư phạm năm 2022 kỳ thứ 33. 3 ngày như vậy thì với đối với các thầy cô ở xa, thầy Khoa đã bắt đầu có nhắc tới, vậy thì phần ăn uống ăn ở như thế nào thưa hai thầy? Thầy Hoàng dạy như đó lắm, nhưng lắm nào thầy cũng lo. Như mỗi năm thì chúng tôi lo cho các thầy cô đầy đủ tất cả, từ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, snack, trà, nước, cà phê, đủ mọi thứ các rồi thầy đi cô. Ngủ nữa, nếu ở xa thì còn chỗ thì ngủ. Thầy cô không phải lo cái gì cả, ăn uống xong rồi về hotel, về khách sạn ngủ, sáng mai đi học tiếp. Thì chắc các thầy cô đừng có lo vấn đề về ăn uống. Các thầy cô ở xa mà muốn ở trong cái khách sạn đó thì các thầy cô liên lạc với lại cô Sử, cô Trần Thị Sử, để cô ấy book phòng cho các thầy cô. Là cái điện thoại của cô Sử là 714-263-5969, 714-263-5969. Còn nếu có thầy cô mà nhớ mà không có nhớ được cái chỗ này, hoặc là muốn biết thêm chi tiết đó, thì quý thầy cô một là email cho chúng tôi là info
info@tavietinfo.org, còn hoặc là điện thoại của tôi là 714-881-9294, nếu mà quý thầy cô muốn nói chuyện trực tiếp với tôi, 714-881-9294, chúng tôi sẽ trả lời cho tất cả những thắc mắc của quý thầy cô. À, Thủy Vi nghĩ rằng chắc các thầy cô ở xa lúc nào cũng lo ngại. Thầy nói cho ăn sáng nè, ăn trưa nè, ăn tối nè, rồi ăn vặt nè, rồi cà phê, nước trà. À, vậy thì ngoài ăn uống ra còn có một cái sự sinh hoạt gì, thí dụ như giờ lên giờ trưa trong 3 ngày đó hoặc là trong 2 ngày đó sẽ có những cái gì? Dạ vâng, thì giờ trưa đó các thầy cô chúng tôi sẽ chia nhóm cho các thầy cô, và các thầy cô sẽ chúng tôi sẽ đưa cho các thầy cô một cái đề tài nào đó để các thầy cô tự sáng chế ra những cái đề tài mà chúng tôi đưa cho các thầy cô, một bản nhạc hoặc là một cái truyện lịch sử chẳng hạn như vậy, để các thầy cô tự biên tự diễn, nghĩa là làm ra. Đặc biệt thứ nhất đó là tối thứ bảy đó là chúng tôi gọi là cái đêm văn hóa, thì tất cả các thầy cô đều tập hợp lại ở một cái hotel, một cái khách sạn, một cái nhà hàng của chúng tôi đã đặt bàn rồi, thì tối đó thì chúng ta sẽ ăn tối tại đó, và các thầy cô sẽ trình diễn văn nghệ hoặc là những cái gì mà chúng tôi đưa cho các thầy cô để các thầy cô trình bày trình diễn ra cái ngày cái tối bữa đó. Nó rất là một, vui một cái đề tài như vậy thì phải là viết hay là biểu diễn hay là phải như thế nào, nó là một bài hát hay là một bài văn, bài thơ, đóng kịch hay là múa hay sao, thưa hai thầy? Thưa ơi, cái đó thì cái đề tài nó rất là phong phú, nó dựa vào cái chủ đề của cái năm nay, và các thầy cô sẽ suy nghĩ cái cách làm được. Có thể các thầy cô hát, có thể các thầy cô đóng kịch, có thể các thầy cô làm thơ, cũng có thể các thầy cô mặc quần áo để ra diễn một cái gì so với cái suy nghĩ của mình. Đặc biệt là cái là tôi thấy rằng tất cả những cái năm mà qua mà khi chúng ta tổ chức cái đêm văn hóa là một cái hấp dẫn cho các thầy cô, bởi các thầy cô giáo Việt Nam nào tôi công nhận thì cũng rất là hay, suy nghĩ ra những cái điều mà rất là lạ, có lẽ là vì cái kinh nghiệm giảng dạy chẳng hạn như thế. Tôi nghĩ thì cái đó là một cái đêm và đúng là văn hóa, nói là cái một cái sinh hoạt phong phú của các thầy cô giảng dạy Việt ngữ. Dạ. Thì mong các thầy cô hãy nhớ đến vào trong cái website chữ taviet.org thì sẽ thấy được những tin tức liên quan vấn đề đó, tất cả những tin tức mà về trường học, về địa điểm, về liên lạc, về khách sạn các thứ đều có ở trong đó cả. Thì xin chỉ nhớ cho taviet.org là chúng ta có thể có những câu trả lời chi tiết hơn ạ. Dạ thưa hai thầy, vì có cái phần trình diễn kịch hát, ca hát rất là nhiều, phong phú như vậy trong đêm văn hóa. Vậy thí dụ như Thủy Vi là người tham dự nhưng muốn có thêm bố mẹ, các con đến để xem mình trình diễn ngay cái đêm hôm đó mà không phải tham dự khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm, có được không ạ? Dạ thưa được, chúng tôi mời tất cả các phụ huynh, các bố mẹ của các thầy cô giáo tới tham dự. Nếu mà không có đi học đó thì mỗi người đóng 50 đồng cho cái buổi đêm đêm văn hóa đó. Và dạ, mỗi người đóng thêm 50 đồng. Dạ thưa vâng, coi như là chúng ta không có giới hạn để các phụ huynh, các thầy cô, các học trò muốn đến xem thầy cô của mình hoặc là con cái của mình biểu diễn trong đêm văn hóa thì sẵn sàng, với chi phí là chỉ có 50 đô mà không cần phải tham dự khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm. Cảm ơn thầy. Nói đến khóa học mà nói đến ăn uống rồi, rồi nói đến vui chơi rồi. Vâng, vậy thì đến cái phần chứng chỉ, các thầy cô học 6 đề tài. Không biết là trong 6 đề tài đó mình có đáp ứng hoặc là mình có khuyến khích các thầy cô tham dự để có được một chút ít chứng chỉ hay là tiến chỉ như thế nào hay không ạ? Dạ. Mời thầy Khoa. Vâng, xin thưa với lại quý thầy cô và quý khán thính giả và thưa cô Thụy Vy cũng như thưa thầy Vũ Hoàng ở đây, là năm nay đó thì chúng ta dự tính sẽ có một sự cộng tác với lại một cái đại học mà trong cái vùng của chúng ta là Đại học Fullerton, Cal State University of Fullerton. Thì trong đó có một cái phân khoa chuyên về giảng dạy tiếng Việt cho các thầy cô giáo mà trong cái dòng chính đó. Và có rất nhiều thầy cô hiện nay đang là sinh viên và sẽ tốt nghiệp. Khi tốt nghiệp xong sẽ đến những cái trường mà của cái hệ thống công lập để mà giảng dạy tiếng Việt cũng như là những cái môn chuyên môn, những cái môn đặc biệt cho cái ngành của mình. Thì đó là một cái cơ hội tốt. Năm nay thì chúng tôi có mời được cái cô tiến sĩ Natalie Chan.
cùng tham dự với chúng ta, và bên đại học cũng đang chuẩn bị để cấp tín chỉ cho những sinh viên hoặc những thầy cô đang giảng dạy tại các cái trường Việt ngữ công lập đó, thì có thể lấy thêm cái tín chỉ đó mà cung cấp vào cho cái hồ sơ mà kinh nghiệm để có thể tăng lương được. Và đối với những sinh viên thì có thể dùng cái tín chỉ đó để có thể miễn được một số những cái lớp học cho những cái năm kế tiếp. Ngoài ra thì dĩ nhiên bất cứ một thầy cô nào tham dự mà hội đủ 5-6 cái đề tài mà chúng tôi các thầy cô chọn thì cũng đều cấp được cái chứng chỉ tốt nghiệp. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái chứng chỉ, một cái chứng chỉ tốt nghiệp và một cái tín chỉ để mà cung cấp cho những thầy cô mà muốn có được cái tín chỉ đó để cung cấp cho nhà trường hoặc là cho cái nơi mình làm việc. Tuy nhiên đối với tín chỉ đó thì phải trả một số cái lệ phí cho cái trường đại học, họ sẽ issue ra cho mình cái tín chỉ đó. Thì nó có hai cái điểm. Mà còn riêng đối với vấn đề mà cái chứng chỉ đó thì miễn phí, phải không thầy Hoàng ha? Chỉ có chữ ký của thầy Hoàng có giá trị đó, nhưng mà không có tính tiền, thì thầy cô cứ yên tâm. Thì cái đó là một cái mà hàng năm chúng ta vẫn giữ, và tôi nghĩ rằng năm nay chúng ta sẽ có một cái điểm đặc biệt như tôi thưa là có thêm cái phần tín chỉ cho những thầy cô và những thầy cô giáo đang giảng dạy tại các cái trường công lập. Vậy thì hay quá. Cá nhân Thụy Vy khuyến khích các thầy cô, các quý vị và phụ huynh hoặc các ngay cả các em ghi danh với khóa huấn luyện tư nghiệp sư phạm kỳ 33 với Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại để có thêm tín chỉ, tăng thêm khả năng chuyên môn của mình. Dạ thưa vâng. Điểm cuối cùng, cách thức trả học phí như thế nào thưa mời hai thầy? Dạ thưa, học phí đó thì các thầy cô nếu mà không có ở trong khách sạn đó thì 150 đồng cho một người trong 3 ngày, nghĩa là nó đủ mọi thứ ăn uống từ A tới Z đầy đủ tất cả. Và nếu mà quý thầy cô ở khách sạn đó thì sẽ đóng 270 đồng một người ở một cái phòng có hai cái giường queen và hai người ở trong đó thì mỗi người 270 đồng. Đó là cái. Còn nếu thầy cô nào muốn biết thêm chi tiết về có thể là hai người, ba người ở chung một cái phòng đó thì liên lạc với lại cô Trần Thị Sử là cái số là 714-263-5969. 714-263-5969. Vâng, đó cảm ơn thầy Hoàng. Thưa vâng, chào quý khán giả cũng như các thầy cô đã theo dõi chương trình. Muốn biết tên chi tiết, điều hay nhất là chúng ta lên www.taviet.org và hoặc điện thoại cho thầy Hoàng. Ở trên đó cũng có những số điện thoại để quý vị hoặc các thầy cô liên lạc và ghi danh. Thưa quý vị, cảm ơn sự có mặt của thầy Nguyễn Văn Khoa cũng giống như thầy Vũ Hoàng đã chia sẻ những chi tiết cho chương trình khóa huấn luyện tư nghiệp sư phạm kỳ 33 năm nay. Xin hẹn gặp lại quý thầy, các thầy cô, các phụ huynh và quý vị tại khóa huấn luyện tư nghiệp sư phạm 12, 13, 14 tháng 8 sắp tới. Xin kính chào và chúc quý vị một tuần lễ bình an. Dạ vâng, xin kính chào.